Các bạn đang được ngắm nhìn siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Daiton VS100F Gold. Đây là bản demo và trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hãng. Có lẽ rằng trên thị trường trong nước thì hiếm khi quý vị mới được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những siêu phẩm loa có cấu hình đẹp tới từng cm. Với trọng lượng nặng tới ngót 100kg trên cặp Daiton VS100F Gold đến từ Nhật Bản, sở hữu chiều cao 1m2, ngang 41cm và sâu 40, với công suất trung bình cho cặp loa này ở ngưỡng 700W, chúng ta thấy được rằng nó mạnh như một dàn nhạc sống đích thực trước máy quay, với chất âm chơi đa thể loại nhạc và kết hợp với karaoke cực kỳ là tuyệt vời trên cặp loa Daiton VS100F, có thể được gọi là siêu phẩm loa số 1 tại Việt Nam. Mời nhà cùng thưởng thức tiếp theo. Cho siêu phẩm loa số 1 tại Việt Nam, mời anh em cùng quan sát ngắm nhìn cấu hình của cặp loa có trọng lượng nặng tới ngót 1 tạ trước máy quay. Cả chân có lẽ là nó là 100kg cứng. Sở hữu chiều cao lên tới trên 1m2cm. Với thùng gỗ quý tử đàn và được phủ bóng piano đẹp số 1 trên giới audio của model VS100F Gold. Cao 1m2, ngang 41 và sâu 40, nặng cả chân 100kg trên công suất trung bình ở ngưỡng 700W cho siêu phẩm loa Daiton VS100F. Quý vị thấy rằng nó trang hoàng và lộng lẫy tới từng cm, khó có đối thủ xứng tầm. Chúng ta cùng ngắm nhìn đi ạ. Mặc dù cặp loa nó cao to lớn và nặng tới ngót 1 tạ. Đó, chúng ta cùng quan sát từng góc cạnh nhỏ nhất, từng chi tiết của siêu phẩm loa này. Quý vị có thể đứng soi gương về phía phần thùng loa cũng như phía mặt trước, và đồng thời chúng ta thấy rằng những chi tiết nhỏ nhất trên cặp loa này đều được xi vàng 24K sáng lấp lánh. Với những cấu hình này thì trưng bày phòng khách thì quý vị chỉ cần ngắm nhìn thôi đã đủ phê rồi. Tổng số trên một chiếc loa thì quý vị có thể thấy được rằng nó được thiết kế có tới 8 quả loa trên một thùng, 9 quả loa trên một thùng. Phía sau lưng là một bát siêu trầm đường kính 33, hay còn gọi là bát súp, đánh riêng cho giải súp phía sau lưng. Phía mặt trước trên cặp loa này thì chúng ta thấy được 8 quả loa, gồm 2 quả bát đường kính 22cm gân cao su, 4 cái ống hơi thở về mặt trước. Đó, 4 quả bát 22 đánh về mặt trước và 2 quả bát siêu trầm 33 đánh ngược về phía sau lưng. Từ của nó siêu khủng luôn ạ. Đời này của nó từ cực kỳ là gấu, toàn dạng từ ống rất là to. Phần bên trên thì trên cặp loa này quý vị quan sát này, nó được thiết kế tổng số có tới 2 quả trung trầm, 2 quả trung cao, kết hợp với cả check và 2 quả check đôm, với đường kính của mỗi quả 14cm.
Đó, tổng của nó thì cái bảng của nó khoảng 16. Đánh hai quả đánh thẳng về mặt trước và hai quả đánh chếch về hai bên, cho chiếc bên trái cũng như chiếc bên phải chếch về phía bên phải. Chúng ta có thể để ngược lại cho cặp loa. 4 quả check đôm từ lớn gần bằng mặt loa. Như vậy chúng ta có thể thấy được dàn nhạc sống đích thực nó có tới 18 cái loa. Tôi lưu ý với quý vị rằng đây là 18 cái loa hạng nặng, nó không như là một số đời loa cỏ thì mà chơi nhạc mộc mạc thì nhiều mồm, nhưng tiếng của nó thì rất là nhẹ, rất là yếu. Với cặp Daiton VS100F này thì quý vị thấy rằng lực của nó đánh như một cái vũ trường chưa quay quay. Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo. Phía bên dưới cái chân của nó cực kỳ là đẹp. Đó, chân của nó cũng đều là bóng gương. Chúng ta có thể soi gương từng chút nhỏ nhất. 50kg cho một chiếc loa, một tạ cho một đôi. Đó, đây là phía sau lưng, tem cờ này. Đó, phần tem thông số này, chấu đấu dây này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng sau lưng của nó lại còn một cái e căng nữa. Chắc làm cho đẹp chăng ạ? Không phải đâu ạ. Đây là chiếc e căng, nó còn rất là mới. Đó, chúng ta mở cái e căng này ra. Và quý vị thấy gì ạ? Một quả bát siêu trầm, đường kính 33 phân. Từ ống siêu khủng luôn. Đánh như sấm. Với uy lực của cặp loa này thì nó mạnh tương đương như là hai cái xúc khủng ở phân khúc bát 40. Bởi vậy chúng ta có thể chơi bất kỳ không gian phòng khách nào. Bát này của nó đánh cực kỳ là phê. Đó, quý vị thấy rằng là hai bát 33 này, 4 bát 22 này, toàn bát khủng luôn. Mạnh là đương nhiên. Và hệ thống trung âm cũng như giải check thể hiện sống động như là một dàn nhạc sống trước máy quay. Chơi đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình. Cực kỳ là tuyệt vời. Với karaoke thì có lẽ trên cặp loa này thì quý vị đang chơi bốt 601 thì phải gọi nó bằng cụ nội không kịp ạ. Không có cửa để so về bất kỳ phương diện nào. Nghe hay nhìn, hay uy lực mạnh mẽ hay lời của mic. Điều này thì chúng ta không bàn cãi. Quý vị nào đã từng được nghe qua một lần những siêu phẩm loa này, có lẽ chúng ta đã thấy được câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định thì còn rất là nhiều những tuyệt phẩm loa nữa mà tôi sẽ liên tục đăng tải và cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực của siêu phẩm loa Daiton VS100F Gold đến từ Nhật. Check của nó đánh rất tanh, quý vị cùng nghe. Thấy được rằng tiếng còn là trong suốt và check đánh như dao, sắc như dao. Những cái tiếng neng keng nhỏ nhất quý vị có thể thấy rằng cực kỳ là phê và đã hài cái nội tai. Nghe qua điện thoại thì chúng ta chỉ mới thấy được một phần nhỏ thôi ạ. Để mà nghe thưởng thức thực tế, chúng ta có thể thấy được mức độ sắc nét thể hiện về ba giải âm thanh trên siêu phẩm loa Daiton VS100F. Bản chất là những cặp loa trên giới 2N sở hữu cả nghe lẫn nhìn, với chất âm của giới sành chơi và sành nghe nhất khi thưởng thức audio. Với cuối đoạn clip, chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc và uy lực mạnh mẽ trên siêu phẩm loa Daiton VS100F.
Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách mau lẹ nhất với ưu đãi cao nhất trên kênh của mình.